Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Bách Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi đánh bài tiếp. Thì có bạn nói mình là từ tập này mình lấy lá thường ra với lại cái lá gì, cái lá mạng lưới. Thì lưu ý là các bạn dùng tên tiếng Việt cũng được, nhưng mà vui lòng mở ngoặc ghi cái tên tiếng Anh của nó ra để mình vô đây mình kiếm cho dễ, chứ cái lá mạng lưới là lá nào thì mình không biết. Bạn mình thì đang thắc mắc là có phải bạn đang đề nghị mình xài cái lồng ngắt mộng giống như là anh Maris hay không, tức là cái lá khóa tấn công hai lượt ấy. Tại vì mình thấy là mình có ba cây kiếm rồi thì mình cũng không nghĩ là giờ mình phải xài tới cái lá khóa hai lượt đó để làm gì. Còn thật ra thì như mình đã nói đó, mình rất là ghét những cái lá bài nào mà phải mất hai con mới summon ra được, cho nên là mình chỉ xài những con summon một những tế một con thôi. Rồi ok, hôm nay thì mời các bạn đến với bộ thủy ha. Hôm nay thì lần trước thì mình chơi bộ thực vật thì bạn Trúc Anh gọi mình là Lâm Hoa Hồng. Rồi, vậy thì hôm nay mình sẽ là Lâm Thủy Thần ha, tại vì đây sẽ là bộ thủy. Mấy con này là hệ aqua luôn nha các bạn, chứ không phải là hệ sống dưới nước nữa, không phải là bộ cá, không phải là bộ cá hay gì đó. Rồi, tất nhiên là trong đó nó vẫn sẽ có những lá bài khác, ví dụ như con này chẳng hạn, ví dụ con này thì nó bên hệ thực vật thì tất nhiên là phải có nó rồi. Tại vì cái con này nó là bộ thực vật nhưng mà nó lại chơi với bộ thủy. Rồi, ok. Mình thì mình nghĩ là mình sẽ ây da, con này không loại sớm mình cũng mệt á. Mình biết là nhiều số bạn sẽ hô là phí, thì cũng phí thiệt, tại nhưng mà con này nó sẽ effect ra một con khác mà thường ảnh hay effect ra con ram lắm. Mà con đó là họ ảnh cứ kêu kêu lên, họ ảnh dễ ra được lá summon các bạn, thành ra là mình loại nó trước cũng là một ý hay. Nói chung mấy cái con mà nó có khả năng nó gọi ra con khác thì rất rất nguy hiểm. Thường thì điểm công nó khoảng 1.400, 1.500 thôi, nhưng mà thực chất là nó rất là dễ chơi ngược lại mình. Rồi ok, đúng là kiểu từ từ lớn gặp nhau thật các bạn. Dở rồi anh trai. Rồi, hơi phí khi mà phải thí con vệ binh Atlantic đó, nhưng mà thôi không sao, với mình thì không có gì là quá nhiều để gọi được Jinzo ra các bạn. Rồi, đè lên luôn. Rồi. Này thì tất nhiên anh sẽ gọi con ram ra, mình biết cái điều đó, cho nên lượt sau mình sẽ úp con cánh cụt xuống. Rồi con này thì ảnh mình cứ giết được nó là ảnh tự trừ ảnh 1.000 điểm thôi. Người chơi thì sẽ quyết định là có thí 1.000 điểm hay không, nhưng mà ảnh này, nhưng mà ai thì chắc chắn là thí đó. Rồi ok, không cần phải vội, nhưng mà con này đi trước đi. Hảo 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 mì hảo hảo ây da, rồi xui cho ảnh. Mình có con cánh cụt ở đây là có lý do mà các bạn, mình luôn luôn giữ con cánh cụt là tại như vậy. Chơi cái chiêu quăng vô thì rất lợi hại, dù là mình tự dở lên là quăng, tự mình quăng mình vô, hay là mình cho đội đối phương nó bắn mình quăng nó vô giống vậy nè. Ảnh hoàn đang không có lá chống công thì ảnh dở rồi. Rồi ok, ra được cái bình quá đúng lúc luôn. Nói chung là đang đấu với bộ thủy của ảnh này, gọi là thủy đấu thủy các bạn. Mà con cua nữa lộn, cái con lúc tờ cái con tôm hùm này nó còn hay một cái nữa, nó có 3 sao rồi các bạn. Nó công 1.700 thủ 1.000 mà nó 3 sao, trong khi đó con rồng zombie của anh Yugi công thì 1.600 thủ 0 điểm mà cũng 3 sao, đúng rồi, cũng có 3 sao deep, 3 sao đáp thật. Nhưng mà những cái con 3 sao này á, mình đấu với cái bộ khóa 4 sao mình không có sợ. Rồi xong, cho anh biết thế nào là bùm bùm nè. Rồi 1.000 điểm thì 1.000 điểm. Ôi dào, ta ta ra ta 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 ra ta ra ta ra ta ta. Rồi con này chắc cú là nằm xuống rồi.
nằm xuống luôn. À không, con này phải ngửa lên, hai con này ngửa lên. À rồi, ok, bộ Aqua thì nó có con này khá là hay nè các bạn. Nó là quái hệ nước nhưng mà thuộc tính thổ, nói chung nó là vừa nước vừa đất đó các bạn. Nhưng mà chính vì vậy cho nên nó chỉ thủ được thôi, nó không công được, thủ cực kỳ tốt luôn. Rồi, con này thì buộc phải ra thôi, úp xuống là mất. Rồi, có ba cái kiếm luôn. Rồi, mình cũng có con này, tại mình đang chơi bộ thủy mà, con này nó mới gọi được mấy con hệ thủy ra. Rồi, nhái. Nhái được điểm công rồi nha. Are you trying to make me angry? Fine. Rồi, kể ra thì cũng lợi hại. Rồi. No. Rồi xong. Anh không được đánh em đâu nha. Việc đầu tiên băng. À, có Mindful thật à. Mình cũng nghi rồi cho nên là mình mới quăng cái lá ra trước mình đề phòng các bạn. Đúng kiểu là để đề phòng thế giới bị phá hoại, để bảo vệ hòa bình thế giới đấy. Mình đại diện những nhân vật phản diện đầy khả ái và ngay ngất lòng người. Sẵn lòng thí ba lá bài để mà đạt thử, để mà nói chung là mình vẫn để một con này thủ đơn giản là để mình để mình đề phòng cái lá Mirofor, nhưng mà mình cũng đề phòng cái đó. Nếu mà lá đó không phải là Mirofor thì mình có thể tổng tiến công được luôn. Trời ơi, anh ra bài như hắc. Rồi, khả năng hack của anh quá kinh khủng, nhưng mà em vẫn còn sống được ít nhất 2 lượt nữa cơ. Rồi, ok, cho anh dỡ lá bài của em lên, em anh chả đánh được. Rồi. Loại con này ngay. Dạ, mình thắng luôn. Thật ra cũng có nguy cơ, lá này là lá bách niên thiên nhãn nè, nhưng mà lại mình phải làm liều thôi, chứ giờ mình đứng thủ hồi mình cũng chết à. Chưa kể để lâu ảnh cộng máu nữa, thành ra chấp nhận cho đánh liều luôn, được ăn cả ngã về không các bạn. Mà hình như mình quên lấy lá summon của bộ Aqua thôi, để lát ra lấy thêm lá cho đúng với bộ Aqua, chứ không chơi bộ Aqua mà chả dùng summon của bộ Aqua này cũng kỳ. Đã qua nhìn thì cũng không thấy có con nào vừa mắt cả. Rồi. Úp hay ngửa? Ngửa hay úp? Oh my god. Ây da, chưa gì đã dùng máy khoan rồi. Anh này chắc cũng thích làm nghề khoan cắt bê tông nè các bạn. Chuyển từ bên gác mộ rồi qua dịch vụ tăng lễ thì chuyển qua cái này luôn. Rồi thì thôi, ok, ông anh thích làm nghề khoan cắt bê tông thì ông anh sang Việt Nam thì thiếu gì chỗ cho ông anh làm. Anh chạy vừa vô có microphone liền vậy luôn á hả. Rồi, ok, kể ra thì ông anh cũng cao minh. Không sao. Ây da, hảo à. Ây da, đào quá vậy ta. À, võ công của các hạ quả gì là lợi hại mà. Rồi đây. Mượn tí bán này thì khoan cắt bê tông này, tô lên tường nhà người khác này. Rồi, ok, cho biết thế nào gọi là gì sao, tôi say mê đá banh.
Rồi, gì nữa đây? Ồ, cái mặt nạ. Ây da, cái mặt nạ này nó hơi bị lợi hại rồi. Ý trời đất ơi. Ây chà, hảo à. Không sao, mình còn lá 500 anh em. Rồi lần này 500 anh em không cứu được mà vô đỡ đòn giùm, đỡ phân nửa sát thương các bạn. Rồi ok, nhất là mình còn 500 máu. Chà, dáng này anh đánh hảo quá. Ây à. Rồi đây ảnh dán cho ảnh cộng máu quá trời quá đất luôn. Rồi cái thế ảnh đang thắng nữa. Trời, dáng này có bộ tạ khả năng mình thua rồi. Rồi hãy bắn đi đừng ngại ngùng. Đừng hòng cộng máu. Ây da, nãy mình xài cái lá cũng không hồi sớm quăng vô rồi, rồi bây giờ phá lá này. Rồi. Rồi, cái lá Kamiyoko ảnh xài rồi thì không sao. Rồi, tự trừ ngàn điểm đi ha. Rồi, chơi tiếp. Không dễ đâu, đỡ phản đòn của ta. Nhưng mà sao một lượt nữa thì mình cũng vong à. À con sâu hả? Con sâu cũng được. Nhưng mà khả năng cao ảnh lại gọi con này ra, một con này ra nữa, ảnh có hai con mà, thêm con này nữa là ba. Con sâu ra không đúng lúc rồi. Rồi ảnh chơi kiểu này ảnh cứ cộng máu rồi trừ máu hoài. Rồi thôi chấp nhận. Rồi ok, ráng chịu lực nữa. Được sao nó phải ra cái bình thì mình mới thoát. Rồi em xin nhẹ 5 lá. Trời đất, lá hồi sinh mà mình có con nào ngàn chín đâu. À không. Có cơ thắng với điều kiện ảnh đừng ra được summon. Ảnh ra được summon là mình mệt. Ảnh ra mình nhái sau đó cũng được mà ta. Cái gì đây? Ê trời, ảnh ra cái chổi rồi, thấy xong đời rồi. Rồi thôi ok, chuyện lận. Rồi thôi còn gọi ra thêm nữa làm gì em tôi rồi. Chà, giờ tính lấy con này ra ảnh ra đúng cái chổi. Rồi ok, dáng này ảnh bá đạo đấy. Nhức đầu đi đầu mình đi hơi sai các bạn. Ok, dáng này ông anh hảo. Rồi giờ anh em mình lại solo. Rồi để coi ông anh dở trò gì. Đoạn này mình quăng con ngàn chín ra luôn thì khả năng cao anh sẽ úp bài xuống. Nói chung là nãy dáng này anh hơn nhiều, vô anh có Marufo rồi. Take this. Gì đây? Cái chổi nữa. Rồi đã thấy cộng vô. Ây da, hảo à. Không phải là Myroform đây. Rồi, nếu đã thế thì chúng ta úp con này xuống đề phòng đi. Ha 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 ha. Ta ran ta 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 ran ta ta.
Rồi, vô tiếp. Oh, cái gì đây? Ây trời ơi, vậy quăng con này ra trước đi, quăng này ra mới dùng cái đắt khốn. Rồi, cho nổ đi. Gì nữa? À, tính chơi hồi sinh chi thuật các bạn. Rồi, hồi sinh chi thuật cũng lợi hại đấy. Đừng hòng đỡ được chiêu của ta. Chiếc nhẫn của sự hủy diệt. Chấp nhận chịu đòn thiếu các bạn, mình đã ít máu hơn nhưng mà không sao, trên là không đáng kể. Rồi, ok con dê, thế nhá là con cá. Ây à, đào đấy, đào đấy. Nhưng mà không sao, không sao. Em đợi con này nó chết, nãy giờ để em gọi con này ra rồi. Rồi, Bi cũng biết ông anh lợi hại, cũng hệ thủy với em. Nhưng mà hay quá, còn cả thiết thủ giáp nữa thì thôi rồi. Con này nó không được cộng nha các bạn, tại vì nó là thuộc tính âm chứ không phải thuộc tính thủy. Nhưng mà cộng vô vậy rồi thì đừng hỏi sao nước biển lại mặn. Ông anh chơi em nãy giờ rồi, giờ em phải cho em trải nghĩa lại xíu chứ. Nãy ông anh ép em kinh lắm mà. Rồi, ok, vô tiếp ông anh. Một nước định giang sơn nào. Cái gì đây? Oh, tra tấn chi thuật. Cũng kinh đấy. Con sâu à. Rồi, khả năng cao con này là con thủ 2000, thì bắt buộc là phải gắn cái thiết thủ giáp cho con này. À, là con ấy là trap. Nhưng mà hiện giờ ảnh không có trap. Rồi, cho ảnh lấy của mình 500 đi, trả sao. Rồi, ra bài đi ông anh. Ồ, oh. Cũng đâu có dám dở con này lên đâu. Ông anh úp là ông anh dở rồi. Rồi, ok, cho ông anh lật qua luôn. Con đó về lật ngang, lật dọc gì cũng được. Uh-oh. Em xin nhẹ 5 lá. Oh, chậm tay xíu lạnh có Mario 4 rồi. Đi luôn một trong một đòn. Không còn trap để chơi nữa rồi. Rồi, ok. Con gì đây? Không biết có ra được bài mới hay không. Wow, một con happy khá là dễ thương nhưng mà chỉ để chân thôi các bạn. Con này là một cái phiên bản khác của con hổ cầm rìu bên bản của Yugi. Còn cái kiếm rồng này thì mình có, cái này là long hồn kiếm nè, cây này mình có từ bản của Zoe rồi, nói chung cũng không có gì đặc biệt lắm. À, cho đổi bài hả, cảm ơn. Đổi đi ra cái mới ngon hơn, trời thấy con này thấy thúi hẻo rồi. À rồi, ok, hay quá. Chúng ta được lấy được một con là Gigant Uchi Oni. Hình như cái con Uchi Oni này là của anh K3 nè, nhưng mà đây là bản nâng cấp khổng lồ của nó. Nó là quỷ có effect luôn. Mình hay gọi con Uchi Oni này là con thử quyền ngủ nè. Công 2006, thủ 2001. Ây da, hơi bị lợi hại rồi đó ngang. Con này 8 sao luôn ấy, cũng khá là ghê. Nhưng mà nó còn có effect nữa. Cái effect này nhìn thì không hấp dẫn lắm, nhưng mà thôi cũng được các bạn. Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình. Mình là Lâm Bách Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.